Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình tọa đàm của Báo Nông nghiệp Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, với diện tích khoảng 500 đến 600 nghìn ha, sắn là cây trồng chủ lực và là mặt hàng xuất khẩu quan trọng nằm trong nhóm tỷ đô của nước ta. Tuy nhiên thì sự phát triển của cây sắn trong những năm qua còn đang phải đối mặt với nhiều vấn đề như là canh tác thiếu bền vững, mối liên kết sản xuất vẫn còn hỏng lẻo. Đặc biệt là trong những năm gần đây, bệnh hẳn là sắn hoành hành tại nhiều vùng sắn trọng điểm của cả nước và điều này thì đã khiến cho việc phát triển cây sắn phải đối mặt với nhiều khó khăn, phải đối mặt với nhiều thách thức và tiềm ẩn nhiều rủi ro trong quá trình sản xuất. Trước tình hình này, vừa qua Cục Bảo vệ Thực vật cũng đã có văn bản báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về tình hình hẳn là sắn ở nước ta và đưa ra những giải pháp cũng như là định hướng để khống chế dịch bệnh cũng như là những phương án nhằm đẩy nhanh việc nhân giống sắn kháng bệnh, sạch bệnh, phục vụ cho sản xuất. Và ngay sau đây là ghi nhận của chúng tôi. Tây Ninh là thủ phủ sắn cả nước. Tính đến hết tháng 11 năm 2021, tổng diện tích trồng sắn tại địa phương là 46.890 ha. Trong đó có 42.694 ha bị nhiễm khảm, chiếm 91% diện tích gieo trồng. Qua nhiều nỗ lực trong công tác nghiên cứu, lai tạo tìm ra giống mới, trong đó HN3 và HN5 được xem là hai giống triển vọng nhất, kháng khảm 100% đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho trồng đại trà. Tuy nhiên, việc nhân rộng giống rất chậm, nông dân vẫn tự bơi và đỏ mắt tìm giống sạch bệnh. Bây giờ nếu mà cây mà muốn mà giống nó bớt khảm thì mình phải lấy cây vùng ngoài, tức là từ Vũng Tàu trở ra, hoặc là mình lấy ở ngoài Đắk Lắk, Buôn Mê về, hoặc là ra tới ngoài Thanh Hóa vào đây là nó bớt khảm một chút. Còn nếu mà sang năm mình lại sử dụng lại cái giống này, cũng cái giống này sử dụng lại ớt ở đây thì nó sẽ bị khảm hoàn toàn. Tôi cũng không hiểu sao mà cái giống mà bây giờ mình đi lấy được ở ngoài đó về đây rất là mắc, tới 35-37 ngàn đồng một bó trên 20 cây. Giống thì đa số là người dân tự chủ động tìm mua mà là chính, chứ cơ chế mà hỗ trợ giống thì nó chưa thực hiện. Thì qua trồng thì có một số giống thì nó khảm nặng, có nghĩa là khảm nặng là 70%. Về giống HN3 với HN5 thì hiện giờ diện tích của Tân Châu rất là rộng, các xã nhu cầu trồng mì rất cao, nhưng mà mình giống thì đến giờ này trên địa bàn của huyện thì sắp xỉ khoảng 30 hectare. Rất mong các cơ quan đã tạo điều kiện để cho Tân Châu có cái trung tâm hay là tỉnh có cái trung tâm nhân giống mà nhanh, đảm bảo kịp thời để phục vụ trong cái vấn đề cho người dân trồng hàng năm. Theo Trung tâm Khuyến nông tỉnh Tây Ninh, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Tây Ninh đã có quan điểm chỉ đạo sẽ đáp ứng được vai trò là cái nôi để đưa nhanh được các giống sắn kháng bệnh khảm lá tốt nhất cho người dân trong tỉnh nói riêng và cả nước nói chung. Thời gian qua, Trung tâm đã tăng cường liên kết, phối hợp với các trung tâm nghiên cứu, các viện để liên tục thực hiện các đề tài, dự án nhằm tìm ra những bộ giống sắn mới thích nghi được với vùng đất Tây Ninh và kháng được bệnh khảm lá, có năng suất và trữ bột tốt để đảm bảo việc sản xuất có lợi nhuận cho người dân. Đối với thực trạng là để đảm bảo cái một quy trình mà được một cái giống mà được công nhận đối với lĩnh vực nông nghiệp thì đó là một vấn đề cũng rất là khó khăn. Là để đảm bảo được đánh giá một bộ giống mà được công nhận nó bắt buộc thời gian khá dài. Thì đối với cái giống mà chắc là 3 hay là 5 thì coi như là kháng cảm nó được công nhận thì chúng ta thì Tây Ninh thì chúng ta cơ bản thì khoảng được khoảng 40 hecta. Thì 40 hecta thì với đó thì nghĩa là cái nền tảng để chúng ta phát triển cao hơn. Thì với hy vọng thì 4 hecta này thì chúng ta sẽ nhanh hơn và thông qua các phương pháp nhà màng thì chúng ta sẽ cố gắng đáp ứng thì phấn đấu đến năm 2025 thì Tây Ninh sẽ đảm bảo được 30% là diện tích mì kháng khảm. Thì tới giờ phút này chúng tôi có được gần 10 giống là hứa hẹn, trong đó ít nhất là hai giống HN3 và HN5 đã được Bộ Nông nghiệp công nhận và cho phép trồng đại trà khu vực Đông Nam Bộ. Đây là một tín hiệu mừng và không dừng lại đó, chúng tôi sẽ tiếp tục tìm ra những giống mới nữa để xây dựng một cái bộ giống là một. Chúng ta phải có từ 5-7 giống và trong các giống đã tìm được thì trước hết là nó có năng suất tốt và chống được hàng lá, nhưng mà chúng ta cũng phải khảo sát kỹ là nó phù hợp với ngắn ngày hay dài ngày, phù hợp với vùng thấp hay vùng cao, rồi nó có cái bệnh gì khác không. Trước các nỗ lực của địa phương, kỳ vọng việc tìm kiếm và nhân rộng giống mới sẽ được triển khai nhanh, đồng bộ, giúp cho nông dân trồng sắn Tây Ninh nói chung, cả nước nói riêng có giống mì sạch bệnh, tiết kiệm chi phí canh tác, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, đảm bảo năng suất và chất lượng, ổn định sản xuất và nâng cao thu nhập, giải quyết bài toán nguyên liệu cho ngành chế biến tinh bột Việt Nam.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với những giải pháp khống chế bệnh khảm lá sắn thì việc đẩy mạnh nghiên cứu nhân nhanh các giống sắn sạch bệnh, kháng bệnh khảm lá để phục vụ cho nhu cầu sản xuất đang là yêu cầu cấp thiết hiện nay. Và xung quanh vấn đề này, Báo Nông nghiệp Việt Nam đã mời tới trường quay ba vị khách mời đặc biệt, xin được trân trọng giới thiệu. Giáo sư tiến sĩ Lê Huy Hàm, Nguyên Viện trưởng Viện Di truyền Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Xin kính chào các quý vị khán giả. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Quý Dương, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Xin kính chào quý vị khán giả. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nghiêm Minh Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Sắn Việt Nam. Xin kính chào quý khán giả. Xin cảm ơn ba vị khách mời đã dành thời gian cho chúng tôi ngày hôm nay. Vâng, câu hỏi đầu tiên xin được hỏi ông Dương ạ. Báo Nông nghiệp Việt Nam đã ghi nhận là hiện nay thì bệnh khảm lá sắn cũng đang gây hại nghiêm trọng tại nhiều vùng sắn trọng điểm của cả nước. Vậy thì cụ thể bệnh khảm lá sắn trong thời gian vừa qua như thế nào, ông có thể chia sẻ cho chúng tôi được không? Và cái công tác mà chúng ta triển khai để khống chế dịch bệnh này như thế nào ạ, thưa ông? Cái bệnh khảm lá sắn thì nó xuất hiện ở Việt Nam vào năm 2017. Thì với cái thời gian đầu, cái diện tích nó cũng rất là nhẹ, xuất hiện tỉnh đầu tiên là tỉnh Tây Ninh. Cái lúc đầu nó xuất hiện trong vòng khoảng có 1 cái hecta thôi. Sau đấy là cái bệnh khảm lá sắn đã lan rất là nhanh từ 2017, 2018, 2019, 2020 đến 2021, và cái diện tích nó đã có lúc nó đã lên đến trên 8.000 hecta. Cái diện tích trên tổng số cái diện tích sắn của chúng ta khoảng độ trên 500.000 hecta diện tích sắn, thì có lúc đã đến trên 80.000 hecta diện tích chúng ta bị nhiễm bệnh khảm lá sắn. Và trong từ một tỉnh bị đầu tiên thì Tây Ninh là 1 hecta, và cho đến thời điểm hiện nay thì chúng ta đã ghi nhận bệnh khảm lá sắn xuất hiện ở 26 tỉnh thành trong cả nước, và tất cả các cái vùng gọi là Bắc Trung Nam của Việt Nam thì đều xuất hiện cái bệnh khảm lá sắn này. Nhưng phải nói là nặng nhất thì vẫn là cái vùng các khu vực Đông Nam Bộ và khu vực Tây Nguyên là những cái tỉnh bị nặng nhất, trong đấy phải kể đến là tỉnh Tây Ninh, rồi Phú Yên, Quảng Ngãi, Đồng Nai và một số cái tỉnh khác nữa, nhưng mà 4 tỉnh đấy là những tỉnh mà bị rất là nặng. Thế thì đến cái thời điểm hiện nay ấy, thì cái vụ đông xuân này của chúng ta cơ bản đến thời điểm hiện nay đang xuống giống nốt cái vụ đông xuân của 2021-2022, và hiện nay thì cái diện tích khảm lá sắn cũng đã lên đến trên 53.000 hecta hiện nay đã bị nhiễm cái bệnh khảm lá sắn rồi. Và cho đến thời điểm hiện nay thì khi ngay sau khi mà xuất hiện cái bệnh khảm lá sắn thì 2018 thì bên Cục Bảo vệ Thực vật chúng tôi đã tham mưu cho Bộ thành lập cái ban chỉ đạo về phòng chống bệnh khảm lá sắn, thành phần của Thứ trưởng Lê Quốc Doanh là trưởng ban, Cục trưởng Hoàng Trung chúng tôi là phó trưởng ban, và trong thành phần thì có Hiệp hội Sắn, rồi các cái viện, các cục liên quan của Bộ Nông nghiệp, rồi các cái đồng chí lãnh đạo của các cái địa phương mà bị có cái diện tích sắn lớn cũng như là bị cái bệnh khảm lá sắn. Bên cạnh đấy thì Bộ cũng thành lập cái tổ chỉ đạo để trực tiếp giúp việc cho cái ban chỉ đạo. Và từ 2018 thì chúng tôi cũng đưa ra rất nhiều các cái giải pháp, và ngay sau đấy thì Cục Bảo vệ Thực vật có hợp tác với cả các cái cơ quan, thứ nhất là lấy thông tin của quốc tế, thứ hai là các cái cơ quan nghiên cứu có liên quan, và chúng tôi đã trên cơ sở đấy đã ban hành một cái quy trình phòng chống cái bệnh khảm lá sắn để hướng dẫn cho các địa phương cũng như cho bà con nông dân. Và một trong những cái giải pháp hiện nay thì qua cái kinh nghiệm quốc tế cũng như là cái thực tế tiễn chỉ đạo, một trong những cái giải pháp hiện nay chúng tôi mà rất là quan trọng đó chính là cái việc nhân giống sạch bệnh và cái tạo ra cái giống kháng bệnh. Mà cái kinh nghiệm quốc tế cũng cho thấy được là đây là hai cái giải pháp mà nó cốt lõi muốn giải quyết được cái bệnh khảm lá sắn hay không thì phải ở cái nhân cái giống sạch bệnh và cái giống kháng bệnh. Chính vì vậy là chúng tôi cũng đã hướng dẫn cho các tỉnh hiện nay đều có quy trình, Cục trồng trọt thì lại ban hành một cái quy trình để thứ nhất là nhân cái giống sạch bệnh, cũng như là quy trình để cho nông dân tự để giống sạch bệnh để có thể có cái giống tốt, giống sạch để gieo trồng. Vâng, như ông Dương vừa mới chia sẻ thì bệnh khảm lá sắn đang gây ra rất là nhiều thiệt hại cho bà con nông dân. Đồng thời thì bệnh khảm lá sắn cũng đang khiến cho các nhà máy chế biến tinh bột sắn cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, và đặc biệt là việc thiếu nguồn cung ạ. Thưa ông Tiến, ông có thể chia sẻ cho chúng tôi rõ hơn về những khó khăn mà các nhà máy chế biến tinh bột sắn cũng đang phải đối mặt, đang phải gặp phải. Tôi thấy rằng là cái tình hình cái dịch bệnh như ông Dương vừa đề cập ấy, thì đấy là một cái nguy cơ rất gần, và nó chúng tôi cảm thấy rằng là nó đã
nó đã tàn phá rất mạnh cái ngành này. Có lẽ là cái quy mô, có lẽ là cái thống kê của ông Dương đề cập đến chắc là 53.000 thì tôi nghĩ có thể cao hơn đấy, cao hơn mức đó chắc chắn. Vì tôi nói là Tây Ninh ấy, là phải chỉ tới 60%, và Duyên Hải miền Trung phải chiếm tới 30%, khu vực Tây Nguyên cũng phải chiếm 30%. Tôi nghĩ đó. Nó phải xem gần 100.000 hectare, 80% hectare. 53.000 là cái diện tích đến thời điểm hiện nay. À đấy. Tức là nó này đã công chế. Vâng, mình đã vụ. Theo vụ. Và thế thì vì nó đã đủ cái nguy cơ mà chúng ta, các nhà khoa học này, rồi là quản lý nhà nước bộ, về các địa phương và chúng tôi cũng đang phải nói là rất lo lắng. Hiện nay chúng ta đã phát triển quy hoạch rất mất cân đối giữa cái quy mô chế biến với cái khả năng năng lực hiện có của vùng nguyên liệu. Tất cả các nhà máy hiện nay chỉ đảm bảo được 60% công suất so với công suất đầu tư. Thực tế nguyên liệu không có. Lãng phí xã hội, lãng phí kinh tế các doanh nghiệp mà phát triển tràn lan. Có những địa phương hiện nay, ví dụ như tôi là một số địa phương Nghệ An, Đắk Lắk, nhất là Tây Ninh. Tây Ninh báo cáo với các anh là tới trên gần 50 nhà máy. Nhà máy. Và là xưa nay thì nhập chủ yếu là mì ở Campuchia. Nhưng mà Campuchia vừa rồi, cái dịch là một, hai Campuchia họ cũng gọi vốn đầu tư của phía Trung Quốc và đầu tư Thái Lan sang. Cho nên là nguồn nguyên liệu về cũng không nhiều nữa. Các nhà máy không hoạt động gì. Và tình hình này là phát triển như thế thì dẫn đến chỗ sự cạnh tranh rất quyết liệt. Và chúng ta đã đi ngược một quy trình rằng là trước khi ra đời một dự án nhà máy chế biến, chúng ta phải tính ngay cái năng lực, khả năng nguyên liệu. Hay nói cách khác, chúng ta phải có vùng nguyên liệu để đảm bảo với một quy mô đầu tư hợp lý. Nhưng các địa phương lại ngược lại thì cứ cho phát triển nhà máy mà không tính đến cái khả năng nguyên liệu. Cho nên tình hình cạnh tranh rất khốc liệt giữa các nhà máy. Và cái chính cái quy hoạch này ấy, thì chúng tôi cũng đã có tại hội nghị ngày 18 tháng 5 năm 2017 do Bộ trưởng Cao Đức Phát chủ trì, thì chúng tôi đã kiến nghị rất rõ là nên phải có cái về mặt nhà nước phải có những cái quy định hoặc là có cái quản lý nghiêm ngặt về cái sự phạt cái quy hoạch. Nhưng mà hiện nay chúng ta cũng thả bung cho tất cả các địa phương. Báo cáo đấy là cái nguy cơ cái thứ ba, cái thứ tư nữa. Thực ra các doanh nghiệp hiện nay ấy, thì họ cũng không chú tâm đến đầu tư theo cái tinh thần nghị định 80 của cái quyết định 80 của Thủ tướng Chính phủ năm 2002 đâu. Đấy, mà dường như mà hiện nay chúng ta về mặt chính sách vĩ mô cũng không ổn. Hiện nay báo cáo là với các anh là hiện nay cây sắn chưa có chính sách, cây lúa thì có chính sách của cây lúa, cây cà phê có chính sách cà phê, cây mía có chính sách cây mía đấy, nhưng cây sắn là không có một tí chính sách nào về của nhà nước cả, và nó cũng bơi lội, nó tự trăn trở bơi lội để mà nó tồn tại thôi. Thưa giáo sư tiến sĩ Lê Huy Hàm ạ, chúng tôi được biết là Viện Di truyền Nông nghiệp, trong đó thì chính giáo sư ạ cũng đã từng gắn bó với chương trình nghiên cứu và sản xuất giống sắn sạch kháng bệnh, sạch bệnh. Tuy nhiên thì hiện nay theo ghi nhận của chúng tôi thì còn gặp rất là nhiều khó khăn trong cái quá trình triển khai, khiến cho cái quá trình chúng ta triển khai nhân giống cái giống sắn kháng bệnh, sạch bệnh còn phải nói thẳng thắn là vẫn còn chậm và có nhiều hạn chế. Và ông có thể chia sẻ cho chúng tôi những cái khó khăn mà chúng ta đang gặp phải khiến cho cái việc này không đạt như là tiến độ như chúng ta mong muốn đúng không ạ? Vâng. Chúng ta nhớ lại là năm 2017 là lần đầu tiên có những cái thông tin về dịch khảm lá sắn ở Việt Nam. Thế thì sau 2018-19 thì lan ra rất nhanh và tạo một cái sự lo lắng rất lớn ở bà con nông dân, những người sản xuất, nhà chế biến và cả những nhà quản lý nữa. Thế thì trước tình hình đó thì chúng tôi đến năm 2021 thì chúng tôi đã giới thiệu được hai giống sắn đầu tiên là có khả năng kháng bệnh khảm lá và tương đối thích nghi với điều kiện canh tác ở Việt Nam. Thì phải nói rằng đây là nhanh hay chậm thì phải nói là rất nhanh, nhanh một cách kỷ lục. Nếu mà
quá trình chọn tạo một giống ấy thường thường mất 7 đến 10 năm ấy, thì chúng tôi đã tìm mọi cách rút ngắn để mà đáp ứng với yêu cầu của sản xuất. Và năm đến cuối năm 2021 thì chúng tôi lại tiếp tục đưa thêm ra những giống mà thích nghi hơn với giống ban đầu. Rồi đến đầu năm 2022 vừa rồi thì chúng tôi đưa ra cái giống HN1 ấy, là giống rất thích nghi với điều kiện Việt Nam. Giống HN1, giống HN36 là thích nghi với điều kiện Việt Nam. Thân thẳng, có thể trồng ở mật độ cao, hàm lượng tinh bột cao và năng suất cũng rất cao. Vì thế cho nên là tương đối thích nghi với điều kiện Việt Nam. Thì chúng tôi đã chuẩn bị hệ thống giống sắn sạch bệnh bằng nuôi cấy mô. Bởi vì khi mà nó nhiễm bệnh rồi ấy, thì chuyển giống từ vùng này đến vùng kia ấy, chỉ có cách bằng nuôi cấy mô về an toàn thôi. Nếu mà không dùng nuôi cấy mô thì không thể an toàn được. Vì thế cho nên là chúng tôi đã chuẩn bị, và chúng tôi đã chuẩn bị hệ thống nhân giống bằng tunen. Thế nhưng mà phải nói rằng ấy, là với cái thời gian như thế thì với cái diện tích ban đầu ấy khoảng vài nghìn mét vuông khảo nghiệm ở Tây Ninh ấy, thì cái để mà đáp ứng diện tích 80.000 hecta nhiễm bệnh ấy, thì đấy là chưa bằng muối bỏ biển. Chúng tôi đã hợp tác với các doanh nghiệp ở Tây Ninh, rồi chi cục bảo vệ thực vật ở Tây Ninh để nhân giống ra. Nhưng mà tất nhiên ấy, là cái ưu tiên số 1 vẫn dành cho vùng Tây Ninh, là cái nơi mà bị nhiễm bệnh 100%. Và hiện nay ấy, thì diện tích sắn kháng khảm lá thì tất cả nó chỉ khoảng vài chục hecta thôi. Thế thì để mà nhân ra với cái hệ số nhân bình quân ấy, bình thường nó khoảng 10 lần thôi. Thế thì chúng ta chả có cách nào đốt cháy được giai đoạn cả. Thực vật nó cần có thời gian sinh trưởng phát triển. Còn một cách nữa ấy, là chúng ta nhân bằng nuôi cấy mô. Nhưng mà rất tiếc rằng cây sắn ấy, thì nó trồng với mật độ rất cao trên 1 hecta. Cho nên nếu trồng bằng nuôi cấy mô ấy, với giá thành 15-20.000 một cây ấy, thì lúc đó ấy là giá đắt quá. Chỉ có thể nhân giống gốc, giống đầu dòng thôi. Xin cảm ơn ông. Thưa ông Dương ạ, chúng tôi được biết là vừa qua Cục Bảo vệ Thực vật cũng đã có báo cáo gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về tình hình bệnh khảm lá sắn cũng như là những giải pháp để chúng ta đẩy nhanh việc triển khai nhân giống sắn kháng bệnh, sạch bệnh và khẩn trương đáp ứng nhu cầu sản xuất. Vậy thì ông có thể chia sẻ cho chúng tôi về những cái định hướng và những cái giải pháp trong thời gian sắp tới được không ạ? Thì vừa rồi hôm mùng 1 tháng 3 là chúng tôi có cái báo cáo trực tiếp cho Bộ trưởng Lê Minh Hoan về cái tình hình của cái bệnh khảm lá sắn cũng như là các cái giải pháp mà trước đây Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cũng như các địa phương cũng đã thực hiện. Về mặt giải pháp là chúng ta đã có rồi, nhưng vấn đề là cái vấn đề hiện nay là cái vấn đề tổ chức thực hiện, đấy mới là cái quan trọng. Mà như tôi chia sẻ vừa rồi, nó có hai cái hiện nay chúng ta cần phải làm là với cái diện tích hiện nay, cái giống sắn kháng ấy, là cái HN3 và HN5 thì hiện tại chúng ta mới có khoảng độ trên 50 hecta thôi. Mà 50 hecta này nhân ra thì với cái hệ số nhân 1:10 thì sau 1 năm thì nó mới được 500 hecta. Mà 500 hecta đấy sau 1 năm nữa nó mới được là 5.000 hecta. Tức là nếu mà nhân bình thường ra thì phải đến 2024 thì mới được có 5.000 hecta thôi. Mà trong khi đấy là chúng ta đang có đến sấp xỉ 80.000 hecta một năm là bị nhiễm bệnh khảm lá sắn. Thế chính vì vậy là chúng ta phải làm hai việc một lúc. Tức là một mặt chúng ta vẫn phải có cái giống sạch bệnh. Bởi vì hiện nay giống sạch bệnh, nếu có giống sạch bệnh chúng ta trồng ấy, thì nếu nó bị nhiễm bệnh ở giai đoạn đầu, năng suất nó vẫn cho khoảng độ được 6-70%. Và nếu mà từ tháng thứ 2, tháng thứ 3 trở đi nó có nhiễm bệnh thì nó vẫn còn khoảng độ được 85-90% cái năng suất. Thế chính vì vậy là cái giống sắn. Nhưng nếu cái giống mà đã bị nhiễm ngay từ ở cái hom thì gần như là mất trắng. Thế chính vì vậy là cái việc sản xuất cái giống sạch bệnh là cái việc rất quan trọng. Nhưng đây là một cái việc là nó lại rất rẻ tiền. Như chỗ của anh Hàm nghiên cứu được ra một cái giống kháng bệnh. Thì như anh Hàm nói là phải 5 đến 7 năm. Mà như vừa rồi là chúng ta là quá nhanh. Từ 2017 khi bắt đầu xuất hiện, mới chúng ta mới làm, đến bây giờ chúng ta đã có 6 giống kháng mà rất có triển vọng và đã được thực thi ở Việt Nam và thấy tốt rồi. Nhưng mà chúng ta đang có một cái diện tích cũng còn rất là hạn chế, thì rõ ràng cái việc đầu tiên là cái việc tôi nói là cái việc nhân giống cái sạch bệnh.
Thì chính vì vậy cái nhân giống sạch bệnh hiện nay thì chúng tôi cũng đã đưa ra, thì cái việc này nó không thể một cơ quan, một đơn vị hoặc một doanh nghiệp làm được, mà nó phải có cái sự tổ chức của cả hệ thống. Chính vì vậy chúng ta mới có cái ban chỉ đạo. Thế thì lần này thì chúng tôi cũng đã dưới sự chỉ đạo của trực tiếp bộ trưởng như thứ trưởng kinh doanh, thì tới đây chúng tôi sẽ họp, và khả năng ngay trong tuần tới sẽ họp là cái ban chỉ đạo và cái tổ chỉ đạo trong cái việc thực hiện. Một là cái vấn đề là cái nhân nhanh cây giống, thì hiện nay cái nhân giống thì chúng tôi đã vừa rồi chúng tôi đã họp với chủ giáo sư Hàm cũng như là bên chủ hiệp hội sắn Việt Nam để có cái sự vào cuộc từ cái các cái cơ quan của bộ, từ các cái địa phương. Hiện nay chúng ta đã có cái quy trình hết rồi, vấn đề hiện nay là chúng ta tổ chức thực hiện. Tôi hy vọng sau khoảng 3 năm thì chúng ta nếu mà làm quyết liệt, chúng ta sẽ có được vừa được giống sạch và vừa được cái giống kháng để chúng ta có thể phụ cho cái diện tích hiện nay chúng ta đang bị bệnh. Vâng, cảm ơn ông ạ. Từ đầu chương trình đến giờ thì chúng ta luôn luôn nói rằng chúng ta cần một giống sắn sạch bệnh, kháng bệnh để làm sao chúng ta đảm bảo được năng suất, đảm bảo được chất lượng và giúp cho nông dân ổn định được thu nhập, đảm bảo được nguồn cung sắn nguyên liệu cho các nhà máy chế biến. Vậy thì phía Hiệp hội Sắn Việt Nam ạ, cũng như là các doanh nghiệp ở trong Hiệp hội cũng đã có và sẽ có những định hướng và giải pháp như thế nào ạ để phối hợp hỗ trợ cho nông dân cũng như là các cơ quan khoa học, cơ quan quản lý nhà nước đẩy nhanh cái việc mà chúng ta đưa các giống sắn sạch bệnh, kháng bệnh vào sản xuất ạ, thưa ông? Thì hiện nay về phía Hiệp hội thấy rằng ấy, là có lẽ chúng tôi đồng tình với ý kiến của ông Dương. Có lẽ tôi cũng đề nghị là Bộ sẽ triệu tập ngay một cái cuộc họp. Cuộc họp đó là gồm có Ủy ban Nhân dân các tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp các tỉnh, Chi cục Bảo vệ các tỉnh và doanh nghiệp chế biến sắn và kinh doanh ngành sắn ở các địa phương để chúng ta bàn về chuyên đề này. Thì tôi nghĩ nó sẽ đồng bộ hơn. Tôi đồng ý rằng là nói thế thôi, từng doanh nghiệp chúng tôi cũng đã có một ý kiến rằng là từng công ty, từng nhà máy phải xây dựng cho mình một cái diện tích sắn vừa đảm bảo được 30-40% sản lượng cho nhà máy và đồng thời cũng xây dựng được cái vùng hạt sắn sạch. Và chúng tôi coi đó là một cái chương trình là đã trở thành cái nghị quyết của thường vụ Hiệp hội Sắn Việt Nam. Cây sắn là theo thông tư 37 của Bộ là cây chủ lực quốc gia. Nhưng từng địa phương một ấy, nhận thức về cây này cũng ở mức độ. Có địa phương thì cho rằng cây này là cây đúng là nằm trong 13 cây chủ lực quốc gia của Bộ. Nhưng có địa phương ấy là họ lại về, họ lại tách bạch ra là cây trồng chính và cây trồng phụ. Và có địa phương cây sắn báo cáo không, mấy cái, các anh là họ có nhìn nhận cây sắn ở một cái giác độ tội nghiệp ấy. Và thậm chí có địa phương ấy là không có cái chương trình phát triển cây sắn và cũng xác định được cái tầm nhìn của nó ngắn hạn và dài hạn đó cơ, và nó chỉ là biện pháp thống kê hàng năm về cơ cấu cây trồng. Có địa phương này họ lại tách ra, lại rõ ràng là vấn đề cây chủ lực là trong thông tư 17 của Bộ, nhưng từng địa phương của họ lại không nhìn nhận cái vấn đề đó. Chính cái chỗ đó nó tác động đến cái chỗ là để phòng ngừa dịch nó cũng rất là coi nhẹ. Trên vấn đề này thì chúng tôi nghĩ là Bộ nên phải có một cái cuộc họp để gắn kết giữa cơ quan nhà nước với doanh nghiệp để triển khai đồng bộ. Thực chất là cái doanh nghiệp họ mới là quyền lợi thiết thực của họ khi mà lập một cái chương trình phòng dịch chống dịch, bởi vì tùy theo cấp độ của nó, cấp độ nào là cấp tỉnh, cấp độ nào là cấp trung ương. Cho nên là để xây dựng một cái kế hoạch, một cái đề án phòng dịch, bao vây dịch, tiêu diệt ổ dịch ấy, và chuyển đổi giống ấy, thì cả một vấn đề. Cho nên có lẽ doanh nghiệp phải vào cuộc. Và doanh nghiệp vào cuộc ấy, thì với tiếng nói của Hiệp hội mức độ lắm. Bởi vì như các vị biết, Hiệp hội những là một tổ chức phi chính phủ, rồi một tổ chức nghề nghiệp. Nhưng tiếng nói của chính quyền rất quan trọng. Nếu mà Bộ đứng ra tổ chức, mời ông ủy ban các địa phương, và chúng tôi cũng chịu trách nhiệm là mời các doanh nghiệp để chúng ta bàn chuyên sâu về giải pháp này, thì tôi nghĩ rằng tính khả thi nó sẽ rất cao. Xin cảm ơn ông Tiến ạ. Thưa giáo sư Hàm ạ, chúng ta biết rằng là để có được cái số lượng giống sắn sạch bệnh kháng bệnh mà đáp ứng cho nhu cầu sản xuất, rõ ràng là chúng ta không thể có ngay được, chúng ta không thể nào muốn trong ngày 1, ngày 2. Theo ông thì trước mắt chúng ta cũng cần phải triển khai những cái giải pháp gì để vừa đảm bảo cái việc mà chúng ta khống chế được dịch bệnh khảm lá sắn, nhưng mà chúng ta cũng đảm bảo được nguồn cung cũng như là nguồn giống để làm sao mà chúng ta đảm bảo được năng suất cũng như là chất lượng sản xuất ạ?
Tôi cho rằng là chúng người trồng sắn hiện nay có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất ấy là giống sắn kháng bệnh khảm lá. Thì giống cái lựa chọn này chúng ta đã bàn rồi là nó sẽ cần thời gian và chi phí nó sẽ đắt hơn. Chi phí sẽ đắt hơn bởi nhân giống ban đầu bằng nuôi cấy mô bằng tunnel nó đắt hơn. Nhưng mà người trồng sắn cũng yên tâm như thế này này. Tất cả các nguyên liệu có thể làm giống được từ các giống kháng đã đưa ra này này thì đều được sử dụng để làm giống, tức là nó đang được nhân giống với mức độ cao nhất rồi, mức độ tự nhiên cao nhất rồi. Nhưng mà còn một lựa chọn thứ hai tôi cho là rất quan trọng bây giờ mà cũng rẻ tiền dễ, là cái nước ta là nước có nhiều vùng sinh thái, đặc biệt là miền Bắc và miền Nam khí hậu rất khác nhau. Miền Nam không có mùa đông, thì vì thế cho nên là bọ phấn trắng lan liên tục, nhân giống liên tục. Nhưng mà rất may chúng ta có miền Trung và miền Bắc, Bắc Trung Bộ và miền Bắc là có mùa đông. Như qua cái đợt rét vừa rồi này, thì bọ phấn trắng không tồn tại được, khó phát triển. Có tồn tại được thì cũng mức độ rất nhỏ. Vì thế đây chính là một cái cơ hội cho ngành trồng sắn. Chúng ta hoàn toàn có thể nhân giống ở miền Bắc Trung Bộ và chuyển vào trong miền Nam. Ở đây rất may là chúng ta có hiệp hội sắn, có cho anh Tiến ở đây. Trong tay anh Tiến ấy là tập hợp 70% doanh nghiệp chế biến sắn của cả nước. Vì thế cho nên là chúng ta thậm chí là cũng không cần phải mất công tạo ra một cái liên kết vùng nữa. Cái liên kết vùng đã ở trong tay hiệp hội rồi. Hoàn toàn hiệp hội có thể tổ chức là sản xuất giống ở miền Bắc và đưa vào những cái vùng bị nhiễm bệnh ở miền Trung và miền Nam. Và khi hiệp hội làm cái điều này thì nó rất thuận lợi như thế này. Hiệp hội lại vừa là nơi chế biến nữa. Vì thế nên anh không đặt vấn đề là chỉ sản xuất giống không, mà anh vẫn sản xuất củ để anh chế biến cho mục đích của anh. Và cái giống ấy, nó lại là một cái sản phẩm phụ, nhưng mà nó cũng mang thêm thu nhập cho người trồng sắn nữa. Thì tôi cho đây là một cái giải pháp tuyệt vời, mà có lẽ là chúng ta nên tận dụng triệt để cái mối quan hệ, cái cơ cấu của hiệp hội sắn đã hình thành đây để đối phó với khảm lá sắn. Như cái biện pháp cutback hiện nay là rất tốt. Tôi cho là đây là cái mà chúng ta phải tận dụng. Ví dụ hiện nay cây sắn là Bộ Công Thương đưa vào 10 mặt hàng là xuất khẩu, ưu tiên xuất khẩu. Bộ đưa vào 13 cây chủ lực. Nhưng mà nhà nước thì đối với nó chính sách của nó chả có gì. Đấy là một cái ý thứ nhất về vĩ mô, chúng ta phải nhìn nhận một cái nghiêm túc như vậy. Thứ hai, các doanh nghiệp. Hiện nay ấy, các địa phương ra đời các nhà máy, nhưng bất biết rằng nó tồn tại ở một trạng thái nào. Và cái sự đảm bảo cho ra đời nhà máy ra sao, cho nó mất cân đối rất kinh khủng giữa quy mô chế biến và vùng nguyên liệu. Cái lỗi lớn nhất là các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp không đẩy cái rủi ro cho bà con nông dân, mà cứ để bà con nông dân trồng rồi đua nhau đi mua, giành giật nhau mua. Đấy, cho nên làm cho cái tình trạng là hỗn loạn trong thị trường sắn, và cũng đùn đẩy trách nhiệm cây sắn nó bệnh tật ra sao, phát triển thế nào, đùn đẩy cho chả ai là chịu trách nhiệm với nó cả. Trách nhiệm lớn nhất là các doanh nghiệp, mà tôi cho rằng đây là vấn đề mấu chốt nhất. À, mà các nhà máy, các doanh nghiệp kinh doanh sắn, ngành sắn phải chịu trách nhiệm trước cái đã, chứ trước khi kêu nhà nước. Họ phải thực sự trăn trở. Cũng có rất nhiều những mô hình rất thành công ở những cái cơ cấu cây trồng khác cơ mà, nhưng ở sắn thì cũng có nơi, có chỗ đang phát triển tốt. Ví dụ khu vực Tây Ninh cũng là khu vực có những cái phát triển tốt, năng suất đang đạt 30-35-40 tạ trên hecta. Cũng có những nơi ở vùng Tây Nguyên nó phát triển tốt, nhưng tuy nhiên đại đa số với người mà hiện nay đang theo chuyên ngành thì chúng tôi cảm thấy rằng các doanh nghiệp, các nhà máy hiện nay vẫn đang đền đẩy cái trách nhiệm đó, cái rủi ro cho bà con nông dân mà chưa gắn kết được với bà con nông dân. Ví dụ anh phải đầu tư giống, đầu tư cày đất và thậm chí phải ký hợp đồng bảo hiểm giá cho bà con nữa cơ. Ký bảo hiểm giá là chẳng hạn như tôi mua ra ký 1.500,
Nhưng khi do diễn biến thị trường cung cầu xuống đến 11.000, anh vẫn phải mua cho người 1.500. Còn đến thời điểm giá thị trường lên 2.000, anh phải mua theo giá. Như thế thì mới gắn kết được lợi ích. Hay tôi nói cách khác, anh phải quan tâm cái lợi ích của người trồng sắn. Thì khi đó anh mới tính cái lợi ích của nhà máy chế biến. Và chính cái yếu tố này tôi cho là yếu tố hết sức là quan trọng. Thì ba cái, một là cái chính sách vĩ mô, hai là các địa phương đang nhìn cây sắn một cách nó không tích cực. Không có tích cực. Thứ ba là các doanh nghiệp. Thứ tư ấy, là bà con nông dân. Thì không trách, nhưng thực ra bà con nông dân đôi khi có vùng nọ vùng kia thôi. Nhưng mà phần lớn là gì? Có đầu tư đấy. Nhưng mà khi đến vụ ấy, thì nơi nào giá cao ấy, thì bà con lại bán cho người ta. Là gì? Là cái sự thủy chung với nhà máy lại không có. Cho nhà máy lại đứng trước nguy cơ. Mà bây giờ báo cáo một cái anh là bây giờ mang cái hợp đồng, ký hợp đồng với bà con nông dân ra tòa dân sự mà xử thì không biết xử kiểu gì đó cơ. Sự đảm bảo tài sản của cái bản án ra sao. Cho nên là cũng là cái rủi ro. Đấy. Doanh nghiệp thì như thế, bà con nông dân lại phần lớn bà con nông dân cũng rất nhiệt tình gắn bó nhà máy, cũng có số hiện nay là báo cáo các anh là đầu tư doanh nghiệp phải vay vốn ngân hàng, phải đầu tư giống nhỉ, đầu tư công nghệ đất, đầu tư phân bón, cuối vụ mới lấy tiền, tức là cuối vụ bà con mang nông sản thế ăn mới thu. Nhưng cuối vụ bà con là gì, các có nhà máy thì đầu tư, có nhà máy lại không đầu tư, thế nhà máy không đầu tư ấy thì họ nâng giá cao lên họ mua, chứ nhà máy đầu tư phải mua giá 2.000. Nhà máy không đầu tư họ mua 2.200, bà con chuyển dịch sang 2.200. Thế là các ông đầu tư này mất cả vốn, này mất cả đầu tư, cũng gì, cũng sợ. Cũng giống như con chim nó thấy cành cong là nó sợ rồi. Thế nên đặt ra vấn đề là đấy, nó cũng phải xem xét từ hai phía. Để rồi từ đó chúng ta thấy được cái nguyên nhân bản chất của nó. Và từ đó chúng ta thấy được nguyên nhân, giải pháp. Để rồi chúng ta sẽ đến với nhau, tìm cái tiếng nói chung với nhau trong trước mắt và lâu dài. Thưa quý vị và các bạn, cây trồng dễ tính, sắn vừa là một cây lương thực, vừa là cây công nghiệp và đóng vai trò rất lớn trong ngành nông nghiệp, công nghiệp hiện nay. Sắn và sản phẩm từ sắn cũng là mặt hàng xuất khẩu mang về hàng tỷ đô la mỗi năm. Như giáo sư tiến sĩ Lê Huy Hàm cũng vừa mới chia sẻ, bản thân cây sắn không có lỗi mà lỗi là ở chính chúng ta, đúng không ạ? Hy vọng là qua cuộc chia sẻ ngày hôm nay với các vị khách mời của chúng tôi thì quý vị đã có thêm những thông tin và cũng có thể góp phần phát triển cây sắn để ngành công nghiệp chế biến sắn cũng có thể có những hiệu quả, có những giá trị tăng trưởng cao hơn nữa trong tương lai và phát triển bền vững. Một lần nữa xin được cảm ơn ba vị khách mời đã tham gia chương trình tọa đàm ngày hôm nay với chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.